Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 13 tây tháng 9 năm 2021 Bây giờ đó là tối à, ngày thứ hai tại Cali là khoảng 7 giờ 18 phút ở Việt Nam Hôm nay đã là ngày 14 tây tháng 9 ngày thứ ba rồi Thì chúng ta nhìn vào tình hình đó, thì trước hết các bạn thấy được là giá cả của Bitcoin Như bạn có thể thấy được là giá bây giờ so với một ngày hôm qua đó thì cũng không có gì khác biệt nhưng mà các bạn thấy được là hồi sáng này khi mà thức dậy thì đã thấy trước hết là trong một tiếng đồng hồ đây là cái biểu đồ của đồng bitcoin ở trên Coinbase một còn đến một giờ thì các bạn thấy được trong vòng một giờ thôi giá đã pump lên rất là nhanh từ cái mức đó tính tính theo bitcoin là 44.600 mà lên tới là 46.905 sau đó lại một tiếng sau đó lại đâm rất là mạnh các bạn được là xuống chỉ còn có 43.465 mà thôi thì Tại sao chúng ta lại thấy có một cái ngọn nến xanh cao như vậy rồi tiếp tục lại có một cái ngọn nến đỏ như vậy? Thường nghĩa là nhiều bạn cũng đã nhận được cái thông tin liên quan tới Litecoin Tại vì hôm nay không chỉ riêng là chúng ta thấy là Bitcoin, chúng ta thấy được là Ethereum cũng có cái hiện tượng tương tự hồi sáng này Và nhất là Litecoin, các bạn được Litecoin đã tăng mạnh từ cái mức là 173 đô lên tới 238 đô rồi sau đó nhanh chóng từ cái mức đó đi ngược trở xuống giống như là không có gì xảy ra vậy trở lại cái mức là khoảng chừng 175 đô thì chuyện gì đã xảy ra thì nhiều bạn đó cũng có thể đã biết rồi đó chính là cái chuyện liên quan tới cái tin giả hồi sáng này hồi sáng này đó lúc mà thượng chưa có thức đó có một cái tin giả được chia sẻ thì cái tin giả này đó là liên quan đến một trong những cái siêu thị lớn ở Hoa Kỳ đó chính là Walmart đã có một cái hợp đồng để mà chấp nhận thanh toán bằng đồng Litecoin và sau đó đó Litecoin đã pump rất là mạnh như là các bạn thấy được cái ngọn nến giờ này rất là cao Thật ra khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ giống như là biểu đồ à, mỗi 15 phút đi Các bạn thấy được là trong thời gian chỉ có 15 phút thôi là đã có cái cây rất là xanh như vậy rồi Thì khi mà thông tin này được chia sẻ đó thì nhiều người tin đó là thật Một số người thì bán tin bán nghi Nhưng mà cái thông tin này đó là được chia sẻ bởi một cái trang web đó đó chính là Globe New Wire Thì cái trang web này đó chia sẻ cái thông tin nó là một cái thông tin đến từ một cái trang web giống như là cái trang web chính thức của Walmart của cái công ty siêu thị này nhưng mà thật ra trang web đó là trang web giả mà thôi chia sẻ thông tin là Walmart đã có cái hợp đồng với lại Litecoin để mà chấp nhận thanh toán bằng Litecoin nhưng mà ngay sau đó đó cái vấn đề là nhiều cái trang web lớn khác giống như là CNBC, Reuters đăng thông tin này ở trên trang web lớn của họ. Sau đó chúng ta đã thấy được là Litecoin Foundation có nghĩa là cái Twitter chính thức của Litecoin đó. Twitter này cũng chia sẻ thông tin liên quan đến Litecoin có hợp đồng với lại công ty Walmart. Thì những người nào mà không tin thì đột ngột lại tin sau khi mà chúng ta thấy là nhiều cái uh, trang web tin tức lớn như là CBC, Reuters, rồi uh, Twitter chính thức của Litecoin khiến cho nhiều người FOMO vào và tiếp tục đẩy giá lên cao. Nhưng mà sau đó thì uh, Walmart đã lên tiếng nói là đây không phải là sự thật và đây chỉ là một tin giả mà thôi. Cho nên các bạn thấy được giá cả đã có cái sự đi ngược trở xuống. Thì chúng ta thấy được đó, đây là một cái thông tin cũng đã được đứng chính lại bởi uh, Litecoin Foundation. thì trên Twitter, Litecoin đã nhanh chóng xóa bỏ cái thuyết liên quan đến cái tin tức đó và đã đưa ra một cái uh, thông báo như đây các bạn nhìn trên màn hình thông báo này đó. chủ yếu nói là Litecoin đó cũng uh, trong lúc mà chia sẻ cũng không biết là thật hư. tại vì đó, Globe News Wire là cái công ty mà chia sẻ cái uh, bản tin này. bây giờ cái uh, trang này đã bị uh, tắt rồi như là các bạn thấy. nhưng mà sau đó đó thì được chia sẻ bởi những cái trang web lớn như là CNBC và Reuters và Litecoin Foundation chỉ đơn giản là chia sẻ lại thông tin này ở trên Twitter của họ mà thôi Chứ không phải là họ cố tình loan tin giả và khi mà họ biết được đây là cái thông tin giả họ đã nhanh chóng xóa Và đã thông báo ở trên cái Twitter của họ Thì đây là cái vấn đề liên quan đến tin giả hồi sáng này khiến cho giá pump mạnh lại xuống thì nhiều bạn thì nói là tại sao mà chúng ta được thông tin này liên quan tới Litecoin thôi thì tại sao mà nhiều đồng cũng có cái vấn đề tương tự như vậy chúng ta được là Ethereum cũng vậy Bitcoin cũng vậy các bạn được là cái hiện tượng tương tự xảy ra là giá cả phong mạnh tại vì sao tại vì nhiều người đang nghĩ là nếu như mà Walmart chấp nhận thanh toán bằng đồng Litecoin thì đương nhiên cơ hội là họ cũng thanh toán bằng đồng Bitcoin hay là Ethereum hay là một số những đồng khác khiến cho nhiều người họ đã đẩy giá cho đồng kia lên tại vì cái sự hào hứng trên thị trường rất là cao thời điểm đó thường mọi cô đang ngủ lúc mà thức dậy thì đã thấy một con đến màu đỏ rồi thật sự cũng không biết chuyện xảy ra cho nên phải tốn một thời gian để thuận uh, tìm hiểu là chuyện gì vừa xảy ra và đã chia sẻ hồi sáng này với các bạn trên chào các bạn xã hội tình hình này đó các bạn uh, cũng đã thấy là cái tình hình liên quan tới tin giả đó thì là một trong những cái điều mà thường xuyên xảy ra trên thị trường này cho nên mỗi lần mà có tin tức gì đó thì thường uh, thường dùng thời gian để mà nhanh chóng chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội để các bạn có thể nắm được những thông tin mới nhất uh, không phải lúc nào thường cũng biết được tin nào là thật tin nào là giả nhưng mà ít ra thường có thể chia sẻ những gì mà thường biết cho đến cái thời điểm đó thì uh, tin tức này đó là liên quan tới Litecoin mà có sự ảnh hưởng đến rất nhiều đồng tương tự nhưng mà nghĩ lại đó, nếu như mà một người nào đó có thể là suy nghĩ lại là tại sao mà Walmart lại chấp nhận thanh toán bằng đồng Litecoin trong khi mà những đồng khác thì không được nói đến. Đây là một cái sự khó hiểu nhưng mà nhiều người đã không nghĩ như vậy. Khiến cho tình hình là phơm mạnh lên rồi đi xuống rồi nhiều người đó trong khoảng thời gian này à, đã bị những cái hiện tượng như là bị thanh lý lệnh lon rồi bị thanh lý lệnh short rồi à, nhiều người đó thì phô à, mô vào bây giờ lại à, đang bị lỗ cho nên bây giờ rất nhiều người đổ lỗi ở trên à, mạng xã hội bây giờ và ai à, bây giờ nhiều người đó thì lại nói là cần phải có lực để mà quản lý thị trường thiếu này chứ như vậy là không được nhưng mà thực ra mà nói đó cái sự kiện fake news này là không có liên quan tới Litecoin hay là Walmart thường cảm thấy là nhiều người kêu gọi điều tra hoặc lý khuyết đó thường nghĩ không phải thường nghĩ là nên điều tra và xử phạt truyền thông để cho họ duyệt thông tin trước khi mà công bố tại vì điều mà khiến cho nhiều người tin tưởng đó sau khi mà Cloud News Wire chia sẻ cái thông tin giả này điều mà khiến cho nhiều người tin tưởng hơn đó chính là những trang web nổi tiếng như là CNBC và Reuters lan tỏa thông tin này, đó mới là cái lý do dẫn đến cái hiện tượng mà các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Đây là cái tài liệu liên quan tới Litecoin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn và đây chỉ là một trong những cái hiện tượng lớn ngày hôm nay mà thôi. thường lại tiếp tục muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin như là liên quan tới Michael Saylor lại tiếp tục mua. Chúng ta có những thông tin liên quan đến OnChain, liên quan đến cá và liên quan tới một số những cái altcoin khác mà thùng muốn chia sẻ với các bạn cho video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ và không ai khác hơn đó chính là sàn Remitano Thì tôi nhiều rồi đó thường có chia sẻ với các bạn cái chương trình Simple Mining Với tổng giải thưởng hơn 600 đồng USDT được trao cơ hội cho 37 bạn đã tham gia vào khai thác đầm Renac Thì cùng nguyên tắc chơi dễ hiểu đó là cái số lượng Renac các bạn đào càng nhiều thì thưởng các bạn nhận được càng cao Chương trình sẽ được tổng kết vào cuối tháng 9 này Nhưng mà nào mà muốn tham gia thì hãy nhanh chóng truy cập fanpage Remitano để các bạn có cơ hội để giành lấy cái phần thưởng này nhưng mà hôm nay nên thùng muốn giới thiệu tiếp tục với các bạn một cái chương trình khác không kém cái phần mới lạ và hấp dẫn cũng do sàn Remitano tổ chức có tên là Đấu Trường Kim Cương Có chí thì mua có gian làm giàu với tổng giải thưởng lên tới 5.000 đồng USDT Lấy cái chủ đề là Diamond Hand hay là tay Kim Cương Đây là thuật ngữ mà thường nghĩ là nhiều bạn không quen thuộc Dành cho những bài nào mà cứng tay đầu tư dài hạn sẵn sàng đồ Và mua những đầm coin mà mình tin tưởng Có thể sinh lời trong tương lai dài hạn mà không quan tâm đến cái sự thay đổi giá trong hiện hạn thì đó là những nhà đầu tư giá trị đáng nể, Remitano hy vọng là khi mà các bạn tham gia chương trình, các bạn cũng có thể có cảm giác Diamond Hand đầy tự hào ở đấu trường kim cương. Nhưng mà điều đặc biệt đó là chương trình này đã chắc chắn là một cái chương trình mà các bạn chưa từng nghe nói là cái giải này đó thì các bạn là cụ thể là 9 người giao dịch 9 người user có tổng lỗ nhiều nhất đó thì có khả năng trúng thưởng. Tổng lỗ sẽ được tính trên các giao dịch mua Bitcoin hay là Ethereum trong tháng 9 Bằng giao dịch P2P thông thường hay là các bạn dùng Swap ở trên Metano Hay nói cách dễ hiểu đó là bạn truy thua lỗ càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao Đây là một cái cái luật thì khá là lạ đối với nhiều bạn Hiện tại đó đấu trường kim cương có 3 giải thưởng tăng dần thứ tự như là cái bảng bạc, vàng và kim cương Tổng khối lượng mua của user càng lớn đó, thì người dùng đó sẽ được chia giải thưởng nằm trong bảng có cái giá trị hơn Thời gian chương trình sẽ kéo dài cho đến hết tháng 9 Khi mà các bạn tham gia ra thì nhớ mua Bitcoin hay là Ether Càng mua càng nhiều thì các bạn có cái cơ hội trúng giải càng cao Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu đó thì mình sẽ để cái link ở bên dưới cái video này Thì bây giờ tôi muốn chuyển qua để mà nói tới cái thông tin lớn thứ nhì ngày hôm nay đó thì trong cái thời điểm mà nhiều người đang không biết chuyện này xảy ra Giá cả pump mạnh gọi là đi xuống mạnh cho nhiều đồng đó Thì cùng thời điểm đó Michael Saylor cũng đã đưa ra một cái thông tin hồi sáng này Đó chính là Michael Strategy đã mua thêm 5.050 Bitcoin Với cái số lượng đó tiền là 242 triệu bằng tiền mặt Và với cái giá trung bình là họ mua là 48.099 đô cho một đồng Bitcoin cho đến ngày 12 tháng 9 ngày cho đến ngày hôm qua đó thì tổng cộng họ đã ho đồ là 114.042 Bitcoin và họ đã tốn tổng cộng là 3,16 tỷ để mua cái số lượng Bitcoin này có nghĩa là cái giá trung bình mà họ mua đó từ trước tới bây giờ là họ mua hơn một năm qua là cái giá trung bình là khoảng 27.713 thì trước hết các bạn thấy được là ở cái mức hiện tại đó là Bitcoin là khoảng 45 ngàn thì họ vẫn còn rất là lời tại vì cái giá trung bình họ mua chỉ có 27.713 mà thôi tại vì một số bạn à, nói với Thuận là Michael Saylor thường hay đu đỉnh thường không phải như vậy tại vì cái giá trung bình của Michael Saylor khi mà mua cho Michael Strategy ở trong vòng 400 ngày qua chỉ có 27.713 mà thôi và cái điều mà các bạn cần để ý đây đó thì cái thông tin mà họ mua đó thì không thể là giả được tại vì đây là cái công ty trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ cho nên mỗi khi họ mua bất cứ một tài sản gì cho công ty thì họ cần phải thông báo với lại SEC đây là tài liệu mà theo luật pháp chứ không phải là chỉ có thể nói bằng miệng được cho nên nếu như mà không có theo luật đó, thì có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy sau này vì lý do đó đương nhiên đây là thông tin mà không thể giả được nhưng mà cái mà các bạn cần nên hiểu đó giống như nhiều bạn nói là tại sao Michael Saylor lại mua với cái mức cao về 48.099 lý do là tại vì cái tài liệu này ông ta chia sẻ ngày hôm nay nhưng mà không phải là Michael Strategy mua ngày hôm nay thì khi mua xong rồi đó theo luật là trong khoảng thời gian đó họ có thể thông báo với SEC bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian cho phép trong cái quy định của luật của SEC cho nên không phải là hôm nay họ mua họ sẽ thông báo liền họ có thể là mua xong giữ tài liệu của đó và chỉ đưa ra thông tin này trong cái thời điểm thích hợp thôi có thể là ngày hôm nay là cái ngày thích hợp để mà đưa ra cái tài liệu là Michael Strategy đã mua thêm cái số lượng năm nghìn không trăm. 50 này tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn một số những cái suy nghĩ của thần liên quan tới Michael Saylor Tại vì gần đây cũng có một số những bài viết cũng như là một số bạn cũng có một số suy nghĩ liên quan tới Michael Saylor và Michael Strategy Nhưng mà thường trước hết á, thì uh, tôi muốn cho các bạn thấy được là Will Clemente là một trong những người mà thường phân tích on-chain rất nổi tiếng Thì Will Clemente nói là cái tài liệu mà Michael Saylor thông báo ngày hôm nay đó Will Clemente à, đã thấy tài liệu này ở trên mạng lưới on-chain rồi Thì tổng cộng đó cái số lượng cá voi đó đã tăng cái số lượng Bitcoin lên 103.600 Bitcoin trong vòng 3 tuần qua nếu như mà Michael Saylor ông ta nói là ta chỉ mua có 5.050 Bitcoin thôi Thì cái phần còn lại 98.547 Bitcoin đó trong vòng 3 tuần qua là ai mua Có thể là một công ty khác mua cũng có thể là MicroStrategy cũng có thêm một số nữa Nhưng mà chưa có thông báo bây giờ mà thôi đây là tài liệu được chia sẻ bởi Will Clemente Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng cá voi Đã tăng thêm cái số lượng Bitcoin trong ví của họ 103.600 Bitcoin Trong vòng 3 tuần qua các bạn thì được là những mơ nào mà lo sợ bán Bitcoin thì Bitcoin đã đã quy về những người mà cứng tay hơn, người yếu tay chuyển qua người cứng tay. Đó là tình hình hiện bây giờ. 98 540 Bitcoin bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ ai đứng lên nói là đã mua thì trong cơ hội thời gian tới đây đó chúng ta có thể thấy được là có một số những công ty lớn có thể là họ phát biểu là họ đã lưu chữ Bitcoin rồi chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Thì nói tới đây đó chúng ta thấy được là khi mà Michael Saylor mỗi cần mua thì nhiều bạn nói là ông ta là thánh đu đỉnh nhưng mà cũng hẳn như vậy, 400 ngày trước các bạn đã nhớ là tháng 8 năm ngoái lần đầu tiên mà Michael Strategy đưa ra thông báo chính thức là thu Bitcoin thì 400 ngày trước đó họ không có Bitcoin nào hết. 400 ngày sau họ đã lưu trữ hơn là tổng cộng là các bạn thấy được là 114.000 Bitcoin rồi. Thì trong thời gian này đó cái lúc mà Michael Strategy bắt đầu thu mua đó là giá Bitcoin khoảng chừng là 10.000 11.000. Họ thu mua gì bạn có thể nhớ là họ thu mua liên tục hai lần nhanh chóng. À, là 250 triệu và 175 triệu vào khoảng tháng 8 và tháng 9 của năm ngoái thì nhiều người cho là Bitcoin sẽ đi trở xuống dưới 10.000 đô. Michael Saylor à, đã đu đỉnh nhưng mà sau đó các bạn thì đưa tình hình như thế nào? Giá Bitcoin lại tăng trưởng lên tới 20.000 đô thì lúc đó Michael Saylor lại thông báo là mua thêm 50 triệu và 650 triệu ở cái khoảng thời gian này vừa cái mức là khoảng chừng là 20 đến 24 thì nhiều người nói là Michael Strategy đã đu đỉnh. Nhưng mà các bạn khi mà nhìn lại đó thì những mức mua này lúc mà mua đó thì nhìn giống như là đu đỉnh tại vì đương nhiên mua xong giá cả có thể lên xuống trong thời điểm đó nhưng mà trên căn bản nhìn lại thì các bạn thấy là giá cả lại tăng trưởng lên tới 30.000 40.000 và họ đã mua liên tục những cái chấm này như là các bạn thấy trên màn hình đó cái số lượng họ mua liên tục như vậy thì cái mà họ làm đó chính là có một cái giá trung bình chứ không hẳn là họ muốn bắt đáy hay gì hết thì cái giá trung bình của họ tổng cộng là 27.713 cho đến ngày hôm nay thì cái mức mà họ nói thông báo mua 48.000 đây nhiều bạn nói đã đu định nhưng mà có phải hay không thì thời gian sau này sẽ có câu trả lời nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là các bạn thấy được là nhìn vào cái quảng đường này họ mua 250 triệu, 175 triệu, 50 triệu, 650 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu rồi 1 tỷ các bạn thấy là họ thu mua tốc độ rất là nhanh và trong thời gian chỉ có 400 ngày thôi mà đã tích lũy được tổng cộng nó là 114.000 Bitcoin thì đương nhiên là không có đơn giản rồi